là một nửa hoàn hảo của anh thấy không? Em vẫn là một nửa hoàn hảo của anh thấy không? Với tinh thần mà đồng vợ đồng chồng thì em đồng ý với anh. Đêm công bố top 10 cuộc đua Master 2022 by TikTok, virus đỏ mặt khi vô tình gặp được một nửa hoàn hảo của mình. Dennis đặng tung chiêu nhìn sang trái đốn tim fan hâm mộ. Giải thích cho mọi người trước. Chúng ta. Thật em không hiểu anh ơi, gì cả. Anh ơi, cái này mới với em quá anh ơi. Mày đâu ạ? Cam đâu ạ? Đây cam kia, cam kia, đây cam lên. Đây cam, đây cam, đây cam. Hai bên đi. Hai. Quá mệt mỏi rồi. Quay đi lên, quay đi. Ok. 1 2 3, đi sang trái. Xong người. Vàng bước qua chợt như chiếc hôn tình đầu em mỗi chưa làm đôi nhưng ta đang mang.